Hôm nay mình sẽ nêu ra một số lý do mà chúng ta có nên mua Action Cam S3 này hay không nha bà con. Thì đây là một cái combo mình thường sử dụng kết hợp với một cái tripod Olensy. Và mình khuyên bà con cân nhắc kỹ trước khi mà quyết định mua nó. Vì những người mà mua cái Action Cam S3 này hầu như mình thấy là kinh tế đại đa số là không cao. Chứ nếu bà con đủ điều kiện thì bà con đã mua Hero 9, Hero 10 rồi. Và ở đây mình cũng có thêm một cái cây gậy để mà kéo dài ra nữa nè. Cây này rất là dài, có 50 ngàn thôi, cũng khá là hay. Và bình thường khi mà mình sử dụng á, cần quay một cái vấn đề gì, ví dụ như là mở hộp, khui hộp này nọ cho bà con xem á, thì mình thường để ý nó như thế này. Hoặc là mình kéo nó lên cao một xíu. Đây, nó trông như thế này. Kéo nó lên cao để mà mình có thể quay và thao tác tay ở dưới đây. Và sau đó mình có thể để sát miệng vào gần khu vực này để nói. Cái kiểu nó là sẽ như thế này đây, khi đó mình phải nói cái gì đó và mình cần nói cái gì thì mình để cái miệng gần cái mic, nó sẽ thu rất là ok và tốt. Và chúng ta hãy nhớ một điều, nó là action camera nha, và những pha hành động thì chủ yếu là hoạt động vào ban ngày là chính, nên nó phù hợp với ban ngày thôi. Còn ban đêm thì bà con phải cần thật sự cân nhắc là chúng ta có nên sở hữu nó hay không. Mình đã có cái video mở hộp và nói về nó, trong đó có một lần là mình đang quay test cho bà con xem á, thì do mình gắn không kỹ nên bị rớt. Bà con có thể thấy được cái đây, cái điểm mà mình rớt nè, nó cấn vào luôn. Và rất là may là nó có cái viền này. Mình sẽ để cái link video đó ở phía cuối này, nếu bà con có quan tâm dự định mua cái con S3 này thì có thể xem cái video đó và cái video này để ra một cái quyết định cho nó phù hợp với số tiền của chúng ta bỏ ra. Bây giờ mình sẽ test cái đèn Olensy này cho chúng ta xem là có nên sử dụng nó chung với một cái Action Cam, đặc biệt ở đây là cái S3 để quay vào ban đêm hay không. Thì đầu tiên bà con nhìn thấy ở đây là cái combo mình sẽ gắn như thế này. Và thực sự cái dùng Action Cam mà để quay ban đêm thì thực sự nó màu nó ghê lắm. Giúp xíu nữa mình sẽ lấy cái này, cam này mình quay ngược lại cái máy điện thoại mà mình đang quay cho bà con thấy cái ánh sáng của nó sẽ khác nhau một trời một vực luôn. Và hầu như là cái Action Cam là không thể nào quay được ban đêm đâu. Nên chúng ta về đêm thì không có chuyện gì cấp thiết lắm, thì tốt nhất đừng quay, thì quay cũng không không thấy được rõ. Bây giờ mình sẽ cho bà con nhìn cái không gian ở ngoài này thì nó sẽ rất là sáng như thế này. Và sáng này là do là cái điện thoại Samsung nha. Để bà con thể mình nhìn ở đây thì mình có một cái đèn điện, và ở phía trong thì có một cái đèn năng lượng mặt trời. Và cái Action Cam thì mình đang để nó ở đây. Lúc trước mình có từng sử dụng một cái con Poco Pro gì khoảng 5 triệu mấy á, là cái con đó là dùng ở cái đầu chip Snapdragon 860 á, chơi game nó thì khá ok thôi, pin trâu. Nhưng mà dùng mà để mà quay về đêm á là sẽ không bao giờ quay được những cái cảnh mà một cái ánh sáng như thế này mà quay ra được như cái điện thoại Samsung đâu. Nên đó là cái câu trả lời cho tại sao cái điện thoại mắc tiền hơn thì nó sẽ khác. Ủa nó có gì đâu mà nó mắc tiền hơn vậy? Thì qua cái đợt này sau này mình sử dụng vào những cái tính năng thường xuyên quay phim nhiều hơn, mình mới phát hiện ra điều này. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại để cho bà con thấy được cái hình ảnh mà khi mình chưa bật cái S3 lên thì nó sẽ như thế nào, và giúp nữa mình sẽ dùng cái đèn Olensy đó để hỗ trợ thêm nữa. Và đây là cái điện thoại mình đang để, chắc bà con không thấy được đâu. Bà con thấy ở đây là ánh đèn nè, khi nãy nhìn ở trên cái điện thoại Samsung nó khác hẳn. Còn bây giờ qua cái Action Cam thì nó sẽ như thế này đây. Và cái bàn thì mình đang để cái điện thoại đây thì chắc bà con chưa thấy. Mình để điều kiện sáng cùng như vậy luôn nha. Và cái đèn năng lượng mặt trời bên kia bên đây. Đó là lý do từ sao mà lúc trước mình không thể nào dùng cái Poco hay là cái Action Cam này qua một đêm được, nãy mình nói với bà con đó. Còn bây giờ mình sẽ dùng cái đèn này để trợ sáng lên cho nó, thì nó cũng chỉ sáng ở một khoảng vùng nào thôi nha. Đây, bà con thấy mình đã bật đèn Olensy lên để hỗ trợ cho nó. Và ánh sáng của nó cũng nhìn chán, rất là chán bỏ sừ đúng không bà con? Chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Dùng Action Cam thì không thể nào mà quay đêm được, có gắn thêm đèn thêm này thêm nọ thì cũng không thể nào đâu nha. Còn đây là khi mà mình để quay trực tiếp vào khuôn mặt mình, thì dùng lại cái ở phía trước là cái con cam lại để xem, để chúng ta quay mà bà con thấy không có bật cái đèn lên thì cũng không thể nào thấy được. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn lên. Bật đèn lên thì chỉ có thể sáng được cái chủ thể thôi, chứ không thể nào mà sáng được cái khung cảnh bên hông đây. Thì ví dụ như mình nói, mình gặp mô tả một cái việc gì đó đi, ở phía sau chúng ta không thể nào thấy được ở phía sau này đang có cái gì cả. Rồi sau lưng mình có một cái cổng, bây giờ mình chuẩn bị ra ngoài đó và để mình quay cái kiểu mà theo cái điều kiện ánh sáng là có đèn đường, để cho bà con chúng ta cùng xem là có đèn đường thì cái Action Cam ban đêm có thể quay ok hay không.
nhưng mà thực sự bà con đâu thể nào thấy được sau lưng mình có cái đèn đường hay có cái cổng hay không, đúng không? Mặc dù ở ngoài này khá là sáng nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại Samsung để chúng ta quay cái cổng cho chúng ta thấy. Cũng là cũng cái khúc này, cũng điều kiện này mà điện thoại quay ra ban đêm rất là tốt hơn cái action cam rất là nhiều. Bà con thấy vừa bật lên là chúng ta thấy cái cổng rất là rõ, đúng không? Còn cái bộ đôi này khá là tốn tiền. Bà con thấy mình cũng đang chạy cái hình phía trước nè, để khi nãy mình quay lại để mình canh cái góc hình nè. Nhưng mà thật sự là không thể nào thấy được cả. Còn bây giờ thì không, ở trong khung hình mình nghĩ chắc rõ ràng là bà con sẽ thấy được cái phía cổng ở phía sau khi nãy mình đứng ở như vậy luôn. Mình có để một cái action cam đây và mình có mở đèn lên luôn. Đây, khi nãy là mình sẽ mở đèn và mình quay cái kiểu như thế này đây. Và mình để cho bà con thấy ở phía sau thì thực sự là không thể nào thấy được ở cái phần phía sau là có cái gì luôn đó. Cái combo nó sẽ là như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến ra ngoài để quay cái điều kiện, cái cảnh mà đèn đường nó sẽ như thế nào cho chúng ta cùng xem nha. Bà con nhìn thấy điện thoại quay ra rất là rõ đó, vẫn có thể thấy được cái đèn đường này nọ đồ. Và cả hai bên đèn đường đều thấy rất là ok. Và bây mình để cái góc một ít bình thường thôi nha, không cần phải chỉnh gì hết. Thì mình có lẽ ở phía sau sáng, còn phía mặt mình thì không sáng. Nếu cần thì có, nếu như cần thì có lẽ sẽ dùng thêm một cái đèn OLED với lại sẽ hỗ trợ thì ok hơn. Đây là cái ánh sáng từ cái điện thoại. Và đây là mình đã cố gắng quay ra luôn. Thì không biết trong video bà con sẽ thấy là như thế nào. Mình thấy là mặc dù chúng ta có sử dụng action cam, có gắn đèn thì nữa, nó cũng không thể nào quay ban đêm được nha. Bà con lưu ý những cái điều này. Còn đây sẽ là cái hình ảnh mà ban ngày. Bà con có thể thấy khi mà thuận sáng như thế này á, mình đứng ở trong nhà thì nó rất là rõ nè. Và phía sau lưng mình thì sẽ có cái cổng, như ban đêm chúng ta có thể thấy cái cổng ở phía sau. Bây giờ thì cũng rất là dễ thấy, nhưng mà đây là ngược sáng thì mình quay mặt vào trong thì bà con có thể thấy rõ ràng là nó không còn thấy được cái khuôn mặt mình nữa. Và hiện tại cái S3 này của chúng ta cũng chưa có hỗ trợ là cái mic nha. Mình có liên hệ bên Sống Channel để hỏi cái mic dành cho cái mẫu S3 này á. Thì bên họ chưa có kinh doanh. Nên nếu mà để như thế này quay á thì ở xa như thế này khoảng một cánh tay của mình. Con thấy mình để rất là gần đây. Thì cái tiếng nó sẽ khá là nhỏ. Và nếu như mà mình quay gần á, mình thường mình để cái miệng gần thế này á, thì nó sẽ ra cái tiếng tốt hơn rất là nhiều. Còn nếu mà để như thế này á thì bắt buộc khi mà mình edit video bắt buộc phải kéo cái âm lượng lên chúng ta mới có thể nghe được ở trong video, chứ không thì thực sự không thể nào nghe được. Và cái S3 này cho chúng ta cái góc rộng rất là tốt, nên khi mà quay gần thao tác tay như mình nói lúc đoạn đầu á thì sẽ cho chúng ta được cái hình ảnh rộng á. Ở cái không gian bàn nhỏ thì nếu mà điện thoại chúng ta bình thường phải 3 mắt, hoặc là có cái góc wide, hoặc là super wide, hay còn gọi là góc rộng hoặc là góc siêu rộng á, thì chúng ta mới có thể lấy được hết toàn bộ cái đó. Và cái giá của cái mẫu này cũng đã hơn 3 triệu rồi. Và hiện tại thì cái mẫu của Samsung á, nó đang có một cái mẫu M53, mình thấy nó giá cũng khoảng tầm 40 mấy 5 triệu thôi. Thì chúng ta thêm một ít nữa thì khỏi cần phải bỏ tiền mua thẻ nhớ nè, thì cũng đã gần bằng được cái số tiền mà chúng ta có thể sở hữu được cái con S3. Và còn có thể những cái thao tác giải trí nữa và quay góc rất là ok, rõ hơn rất là nhiều. Đáng là chúng ta cần nhắc nhiều hơn là để sở hữu một con action cam như thế này nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nắng thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh nó bị cháy hơn nhiều nè. Mình để mặc định hết nha, mình không hề chỉnh EV hay này nọ tất cả các cái. Đấy. Còn thấy được khi ra ngoài nắng này nó hình ảnh nó sẽ bị cháy sáng khá là nhiều hơn. Còn đây là cái hình ảnh mà ban ngoài khi ở ngoài đường như thế này, chúng ta thấy rõ ràng. Đây là cái hình ảnh ban ngày khác với ban đêm rất là nhiều. Các bạn thấy như thế nào? Vậy thì S3 nó sẽ phù hợp với những bà con nào mà đã có điện thoại có thể hỗ trợ quay tốt. Còn nếu như bà con đang cần một cái thiết bị quay video mà để chia sẻ những cái clip như trên mạng social media như bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta nên đầu tư cái điện thoại nó sẽ hay hơn. Chúng ta vừa có thể quay được nè, edit được nè, giá tiền cũng ngang ngang thôi. Và cái ưu điểm của khi chúng ta quay bằng cái action cam á, thì khi cái việc mà mình đang quay như thế này nè, mình sẽ không bao giờ mà bị một cái cuộc gọi điện thoại nào tới làm gián đoạn cả. Và lúc trước mình cũng dự định đó là không cần nhất thiết phải đầu tư thiết bị nào quay cũng được. Và ở đây mình có một cái mẫu là cái iPhone 5 SE. Đáng tiếc là nó chỉ có một mắt, bà con có thể thấy nè. iPhone 5 thì rất là cũ và lâu đời rồi, bây giờ chuẩn bị ra iPhone 14 rồi. Và thêm nữa là nó không có góc quay. Và cái con này quay ban đêm nó cũng cho cái hình ảnh giống như cái con S3 chúng ta bây giờ vậy. Nó sẽ có thui ban đêm, không hề thấy được gì cả. Không thể nào mình test được cái ánh sáng thực tế của những cái đèn năng lượng mặt trời mà mình làm video cả. Nếu như đây là một cái thiết bị quay phụ thì mình thấy hợp lý hơn. Còn nếu mà bà con mà chưa có
đủ điều kiện kinh tế thì mình nghĩ nên sở hữu cái điện thoại, và đặc biệt là mình thấy hãng Samsung rất là tốt khi giờ này họ đang có một số chương trình khuyến mãi rất là nhiều nè, và cái camera của họ quay rất là sáng và rõ, rất là nhìn đã mắt lắm. Còn iPhone thì giá nó phải là khá là cao, chúng ta mới có thể tiếp cận được những cái dòng mà phục vụ đầy đủ những cái tính năng mà chúng ta đang cần. Ví dụ như mình muốn lên đời một con iPhone để mà có cái góc rộng để hỗ trợ mình quay những cái thao tác tay để phù hợp với cái MacBook của mình thường xuyên sử dụng ở đây á, để mình có thể dùng cái tính năng AirDrop qua, thì nó phải rơi vào tầm đâu con iPhone 11 trở lên thì mình mới có được cái góc wide hoặc là super wide. Nãy giờ cũng chơi nhiều rồi thì mình sẽ nêu thêm một cái số cái lợi thế mà khi chúng ta sử dụng cái action cam thì chúng ta sẽ được bị quấy rầy cái vấn đề chúng ta đang quay video mà có cuộc gọi tới hay là thông báo tới từ điện thoại nè, và chúng ta sẽ được tặng những cái phụ kiện để mà sử dụng là như xuống nước nè, pin rời nè, hai cục và một cái đế sạc này. Chúng ta quay như thế này và khi nào mà hết thì chúng ta có thể lắp vào và quay tiếp tục được nữa liền, không bị gián đoạn công việc. Và mình muốn lặp lại nha, khi bà con đang cần một cái thiết bị quay thì hãy ưu tiên cái điện thoại trước. Khi nào chúng ta có cái điện thoại quay mà tốt rồi hoặc hài lòng rồi á, thì chúng ta hãy suy nghĩ đến cái việc sở hữu action cam hay không. Và đây là những cái điều gì mà mình muốn chia sẻ với bà con trong cái video ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã xem video, hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.